Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây cảm biến vân tay trên điện thoại iTel A32s đang có mặt tại didongquacap.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cảm biến vân tay trên điện thoại iTel A32s, bấm nút được lúc không chập chờn, cần một địa chỉ thay mới, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên điện thoại iTel A32s nói chung và cảm biến vân tay của máy nói riêng thay mới vì các bạn khi cần. Đối với khách hàng ở xa cũng điều kiện đến với di động quacap.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship cảm biến vân tay của iTel A32s đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động quacap.vn.